tản mạn cuối tuần thứ bảy 18 tháng 9 2021. Tản mạn cuối tuần thứ bảy 18 tháng 9 2021. Chào anh chị em và các bạn, chúng ta gặp gỡ nhau buổi chiều thứ bảy. Buổi chiều thứ bảy có lẽ là đẹp nhất trong tuần vì được nghỉ làm sau một tuần lễ vất vả. Chiều thứ bảy thư giãn nghỉ ngơi, bên ly cà phê, bên tách trà, mình nói chuyện với nhau vui không? Mời các bạn cùng nhấp ly cà phê. Và đặc biệt hôm nay, mời các bạn cùng uống trà. Nếu ở bên trời nào đó mà đang là trời tối, các bạn nhìn lên mà có thể thấy được ánh trăng thì quá đẹp. Vì hôm nay là ngày 18, chỉ còn mấy ngày nữa, ngày thứ ba 21 tháng 9 là Tết Trung Thu rằm tháng 8. Mình lại nghe đâu đây bài hát Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường, lòng vui sướng với đèn trong tay, em mua cá trong ánh trăng rằm. Rồi sau đó, Tết Trung Thu bánh quà đầy mâm, em bé nhà ưa đứng quây quần, rồi hạt sen mứt dẻo đầy mâm, em muốn ăn 4 năm 3 phần, ngọt thơm như mứt, hương mứt bi, vân 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 vân. Năm nay ở nơi khác thì không biết, nhưng mà có lẽ cả Việt Nam, riêng thành phố Sài Gòn thì chắc là không có Trung Thu rồi. Vì lại tiếp tục giãn cách thêm 2 tuần nữa, có lẽ đến cuối tháng 9 là mới hết giãn cách xã hội, đang mới có thể từ từ trở lại một bình thường, nhưng mà là bình thường mới. Có nghĩa là cái mới nó sẽ trở thành bình thường, một cách sống mới, một cuộc sống mới, một kiểu sống mới trong thời buổi đại dịch. Nó lại là cái bình thường, gọi là bình thường mới. Ví dụ đi đâu cũng phải đeo khẩu trang, ví dụ không có dám bắt tay nhau, ví dụ không dám được ngồi sát bên nhau, ví dụ là không được tập trung đông người quá. Những cái lễ hội đông người có lẽ là phải từ từ. May gì khi mà hy vọng rằng cả thế giới này, như là Tổng thống Mỹ có nói, là cùng với các nước khác làm sao cho ít nhất phải 70% dân số thế giới được chích ngừa vaccine, thì lúc đó cuộc sống nó mới có thể từ từ trở lại bình thường như xưa. Còn bây giờ là bình thường mới, tức là lúc nào cũng phải hết sức cẩn thận và đề phòng. Và thưa anh chị em, thật ra có một người nói cầu nguyện cho hết virus corona. Đối với Chúa không có gì khó. Đối với Chúa không gì khó. Chúa có thể tiêu trừ, diệt trừ virus corona mà chẳng cần vaccine. Chỉ cần Chúa thở một hơi thì tất cả những cái con virus nó chết sạch hết. Nhưng mà cầu nguyện cho con người ta trong biến cố này, người ta biết quay trở về với lòng thương xót của Chúa, sám hối quay trở về, đổi đời, metanoia. Một cuộc sám hối, một cuộc đổi đời, một cái bình thường mới. Mà trong cuộc sống ở ngoài đời người ta bình thường mới, thì bây giờ đời sống tâm linh của những người tin vào Chúa có một cuộc trở về
một cái cuộc sống mới, mà nó lại là một cái bình thường. Trước thì ta thấy là cứ mỗi năm đến mùa chay gì đó thì mới kêu gọi sám hối quay trở về. Còn những mùa khác thì sao ạ? Mùa khác là mùa ăn chơi, mùa thoải mái. Đến mùa chay thì quay trở về, đến hết mùa chay thì thôi, ngừng nha, sang năm mà quay trở về nữa, bây giờ ta lại tiếp tục lên đường, ngựa phi đường xa thật màu, đi hoang. Làm sao mà để cho cái bình thường mới đó là con người ta lúc nào cũng sám hối quay trở về với lòng Chúa thương xót. Một khi tất cả cùng khẩn nài lòng thương xót Chúa, một khi tất cả cùng quay về với lòng thương xót Chúa, một khi mà mình bắt đầu vào một cuộc sống mới, cuộc sống mà biết xót thương nhau, cuộc sống mà biết quan tâm đến nhau, cuộc sống mà bất nghĩ đến nhau, cuộc sống mà không còn những giận hờn, ghen ghét, ghen tị, giảm pha, nói xấu, rồi thì đi lấn chiếm nước này, nước kia, đánh chiếm lẫn nhau, và nhất là không còn cái tà ý, đó là chế ra những virus corona để mà làm hại nhau, làm hại nhân loại này. Quay trở về với lòng thương xót Chúa thì lúc đó, thưa anh chị em, trời mới đất mới xuất hiện đấy. Lúc đó bình an từ nơi lòng thương xót của Chúa sẽ làm cho không còn virus, không còn bệnh tật, không còn đói nghèo, không còn chiến tranh nữa. Quay về, mau quay về với lòng thương xót của Chúa để lòng mỗi người được tròn, trong và sáng như là ánh trăng. Mà đêm Trung Thu chúng ta cứ nhìn lên ánh trăng để xin cho lòng của mình, tâm của mình, trí của mình tròn trong sáng và đầy như vậy. Tròn trong sáng và đầy, được không thưa anh chị em? Suy nghĩ, hành động, lời nói trong sáng rõ ràng, tâm lòng tràn đầy lòng thương xót của Chúa, không có mây quanh co méo mó, tròn trong sáng và đầy, được không? Xin Chúa cho mình được bốn chữ Trung Thu năm nay: tròn trong sáng và đầy. Rất tiếc vì đại dịch cho nên năm nay nhóm thiện nguyện Tín Thác Cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa chúng tôi không thực hiện được chương trình mà đã làm hơn 10 năm nay, đó là học bổng lòng thương xót và bánh Trung Thu lòng thương xót. Mỗi năm vào dịp Trung Thu là các em chuẩn bị bước vào năm học mới, tháng 9 chúng tôi luôn có phần học bổng lòng thương xót Chúa cho những em học sinh nghèo hiếu học ở những vùng sâu vùng xa, ưu tiên cho những người dân tộc, những em cô nhi, những em bệnh tật, yếu đau. Rồi kèm đó là bánh Trung Thu lòng thương xót, có nằm tới 50.000, có khi 100.000 cái bánh được phân phối, có khi đến nguyên một giáo phận. Nhớ có lần chúng tôi đến một giáo phận ở miền Tây, được phép đến tặng quà cho từng giáo xứ, đến mỗi hạt, xong rồi từ hạt đó đến từng giáo xứ. Không một giáo xứ nào trong toàn giáo phận đó không có dấu chân của Thiện Nguyện Tín Thác. Và bánh Trung Thu được phát cho các em tận tay, em có đạo cũng như không có đạo, dưới sự chứng kiến của cha sở và ban điều hành giáo xứ. Vui lắm thưa anh chị em, đi vào những miền quê bê cả khay bánh y như đi rước dâu, y như là bê mâm quả đi rước dâu, xếp hàng quay phim truyền hình, đẹp, ca hát múa nhảy múa lân là quậy gần một tháng trời, cứ đi như thế thưa anh chị em, đẹp. Rồi có lần gửi ra ngoài một giáo phận miền Bắc không ra được thì gửi để Đức Cha phát cho các cha xứ và các cha xứ phát cho các em thiếu nhi trong giáo xứ. Dễ thương lắm, các em nhận được cái bánh, mà nhất là đi đến những vùng dân tộc, các em thiếu nhi có khi trong đời các em tới ngày hôm đó mới thấy được, mới nếm được cái bánh Trung Thu nó như thế nào, nó ngon ngọt như thế nào. Và trái bóng, cái đèn cầm trên tay sướng lắm, cứ cái bánh với cái đèn lòng thương xót, bánh lòng thương xót đi đôi với nhau, và học bổng lòng thương xót. Ba thứ ấy năm nay vì virus corona cho nên không thể thực hiện được, xót xa lắm. Nhiều cha nhiều sơ nói năm nay không có học bánh lòng thương xót, Trung Thu lòng thương xót, không có học bổng lòng thương xót ai cha, bảo thông cảm. Vì hôm nay chúng tôi năm nay gần 60 ngày, ngày nào cũng rong ruổi đi phát quà cho những người nghèo, những người bị vé chai, vé số, thất nghiệp,
sinh viên, học sinh, công nhân, tất cả đều đang đói, khát, thiếu thốn. Chúng tôi phải thực hiện chương trình này ngay trước mắt. Bây giờ mà nói bánh trung thu thì lại e rằng là sang trọng quá. Ta đang đói gần chết, gạo không có mà ăn, ở đó mà bánh trung thu. Ta đang khát sữa, không có sữa cho các bé, ở đó mà đèn trung thu. Thưa anh chị em, chúng ta xót xa để vẫn cứ hát, hát nó vui. Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng quầy y già ôm một môi mơ. Quầy ơi ta nói quầy y nghe, ở cùng chẳng mãi làm chi. Các em thích cười muốn lên cung trăng, cứ hỏi ông trời cho mượn cái thang là cho mượn cái thang. Muốn lên trời thì phải mượn cái thang. Cái thang đó là thang lòng thương xót. Từng bước mình đến với anh em của mình, thực hành lòng thương xót Chúa, loan truyền lòng thương xót Chúa, là từng bước mình đang bước vào bậc thang, dần tiến gần, tiến lên, tiến đến nước trời. Thưa anh chị em, cứ hỏi ông trời cho mượn cái thang. Chúa đã cho mượn cái thang lòng thương xót rồi. Có chịu bước vào cái bậc thang đó hay không? Có chịu lên hay không? Có chịu tới hay không? Có chịu đi hay không? Hay cứ dậm chân tại chỗ, cứ ngồi tại chỗ thì không thể nào tiến được đâu, thưa anh chị em. Cho nên mình cũng biết sơ qua một chút về Tết Trung Thu nhỉ. Mời các bạn uống một ly trà nóng, rồi nếu ai có bánh thì nhấm một miếng bánh trung thu. Không có thì tưởng tượng ra không được. Ngày xưa nhà tôi 4 người mà có được một cái bánh làm gì có hột gà với lại thập cẩm như bây giờ. Chỉ có nhân đậu xanh là tốt rồi. Có khi là nhân bằng khoai lang đỏ không chừng. Và cái bánh đó mà cắt ra, biết là bánh nướng, tôi thích bánh nướng, cắt ra. Mỗi người được một góc thôi, bánh nhỏ xíu. Nhưng mà không để cho một hạt nào nó rơi ra. Rơi ra hạt nào là lấy tay chấm và mút, chấm và mút. Rồi ăn thì phải ăn từ từ, từ từ, từ từ, để cái ngọt, cái béo của cái bánh nó ngập vào trong, nuốt nước xuống đã như thế nào. Một năm chỉ được một cái góc bánh trung thu thôi, nó sướng hạnh phúc lắm thưa anh chị em. Nên mới cảm thông được những em thiếu nhi ở vùng sâu vùng xa, những em dân tộc được cái bánh trung thu hạnh phúc như thế nào. Ngày xưa chỉ có một cái góc thôi mà không để rơi một hạt nào, chấm mút cho bằng được, liếm tay cho sạch, thưa anh chị em. Bây giờ các bé ở Sài Gòn, nhất là những con nhà trung lưu khá giả, thì bánh đôi bánh trung thu của nó quá thường, không còn cái niềm vui của chúng tôi, của những đứa nghèo mà được cái bánh sướng như thế nào. Niềm vui của những đứa mà cái đèn là cái đèn xếp, lấy giấy xếp lại rồi dán, hay là vót tre rồi dán giấy bóng, tự làm lấy, kiếm được cái nến, mua cái được đồng năm cắt được mấy cái nến đốt, sướng lắm, hạnh phúc lắm. Cái niềm vui nó hồn nhiên, nó đơn sơ lắm thưa anh chị em. Làm sao mà mình có được cái hồn nhiên, cái đơn sơ đó? Giờ Sài Gòn thì trò chơi điện tử hết rồi, bánh thì đủ thứ bánh ngon hơn nhiều. Cái hồn nhiên, cái đơn sơ, cái tung tăng không còn nữa. Cho nên Tết Trung Thu đó là một trong những ngày lễ hội cổ truyền của Việt Nam, được công nhận là Tết Thiếu Nhi. Cho nên vào dịp này, trên đường phố người ta thường thấy rất nhiều đèn lồng, đèn ông sao, đèn cá chép, rồi trống, rồi mặt nạ, rồi đầu sư tử. Đều là những món đồ chơi cho trẻ em. Và bên cạnh đó, Trung Thu cũng là Tết đoàn viên, là nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Bởi vì nó mang cho mình nguồn gốc cũng như ý nghĩa đầy thú vị. Tết Trung Thu tại Việt Nam không biết có từ bao giờ. Không có sử liệu nào nói rõ về gốc tích của ngày lễ rằm tháng 8. Có tài liệu ghi chép lại rằng Tết Trung Thu được tổ chức dưới thời nhà Lý tại Kinh Thành Thăng Long, là dịp mà vua Lý muốn tạ ơn thần rồng
đã mang mưa tới cho mùa màng bội thu, cho con dân nó ấm. Và chúng ta thấy Tết Trung Thu thì không thể thiếu đi hình ảnh những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc, sáng rực rỡ dưới ánh trăng vàng. Đối với người Việt, đèn lồng Trung Thu được làm cho trẻ em chơi Trung Thu là chính. Những chiếc đèn với vô số hình dáng, từ bông hoa, cá, gấu, vô cùng xinh đẹp, rực rỡ đêm Trung Thu. Đèn lồng Việt Nam làm thủ công từ tre và giấy gió, tô vẽ bên ngoài đèn là những nét vẽ đường thêu vô cùng đặc sắc. Và thưa anh chị em và các bạn, đèn lồng của người Việt Nam là sự biểu hiện của ấm no và hạnh phúc của gia đình. Ở Việt Nam, phong tục Tết Trung Thu là có ngắm trăng. Trăng có một ý nghĩa rất to lớn của đất nước có nền văn hóa lúa nước. Ngày rằm tháng 8 là lúc cảnh trời đất đẹp nhất, khí hậu mát mẻ. Ánh trăng sáng soi rõ từng cảnh vật về đêm. Cái đó thì ở thành phố bây giờ thì chịu, toàn thấy những tòa nhà lớn, những ánh đèn neon, những ánh đèn sáng rực, không còn được cây gọi là kìa thôn quê dưới trăng vàng bát ngát, ánh trăng thanh chiếu qua làng sơ xác, chiếu hồn quê bao phúc ca ngày mùa. Nhìn trăng lên chúng ta cùng múa hát, ước mong sao lúa hai mùa thơm ngát, lúa về mang thương khúc ca ngày mùa. Không còn ở hồi đó, mấy năm trước ở dưới giáo điểm Tin Mừng thì chúng tôi thấy được cái cảnh đó. Vì dưới đó là dưới miền quê, không có những tòa nhà cao, những tòa nhà lớn không có, chung quanh là cánh đồng, rồi những cái nhà lụp sụp, mái tranh vách đất. Đêm Trung Thu chơi giáo điểm Tin Mừng với các em vui sướng. Các em có đạo thì chỉ bằng một nửa hay một phần ba những em không có đạo. Ở đâu không biết kéo nhau đến lãnh bánh, lãnh quả Trung Thu, cũng bánh lòng Chúa thương xót, rồi đèn lồng thương xót, rồi cũng học bổng lòng thương xót. Rồi dưới ánh trăng sáng ở đồng quê đẹp, gió trăng đúng là trăng thanh gió mát. 3 năm Trung Thu lòng thương xót giáo điểm Tin Mừng. Rồi những năm mà chúng tôi đi đến những miền quê đón ăn Trung Thu với các em, chúng tôi ít ăn Trung Thu ở thành phố, về miền quê. Tại thành phố thì các em nó không có nhu cầu, cha mẹ các em cũng đầy đủ lo cho các em. Nhưng mà đến những mái ấm cô nhi, những mái ấm khuyết tật, nhất là vào những chỗ mà các em bị khuyết tật nằm, hay là trong ngồi xe lăn, mắt ngơ ngơ ngáo ngáo, có khi cầm cái bánh lại vứt đi, có khi cầm cái lồng đèn lại xé ra. Nhưng mà có những em tỉnh táo thì cười vui vẻ ăn bánh. Nhưng khuyết tật tội nghiệp bẩm sinh đã bị như thế rồi, cho nên đến với các em mới thấy được là lòng thương xót của Chúa cần chúng ta thể hiện lòng thương xót với những con người ốm đau bệnh tật ấy, nhất là các em thiếu nhi bị bệnh bẩm sinh hay là bị mất cha mất mẹ. Cho nên thời điểm này là lúc mà việc nông nhàn nhất, mọi người khi đó có thể thảnh thơi ngắm cảnh thưởng nguyệt mà hòa mình vào đất trời. Sau khi quây quần cùng nhau phá cỗ thì các gia đình sẽ sum vầy tìm chỗ ở trên cao ngồi cùng nhau ngắm ánh trăng rằm. Dưới ánh trăng sáng, các ông bố bà mẹ thường kể về giai thoại chú quậy ngồi gốc cây đa cho con mình nghe. Rồi thưa anh chị em, Tết Trung Thu khắp đường làng ngõ phố miền quê nhộn nhịp tiếng trống cùng những điệu múa lân. Người Việt lại múa lân vào dịp Tết Trung Thu. Thường múa lân được tổ chức vào đêm 14 và đêm 10 rằm. Đội múa lân thì gồm có một người đội chiếc đầu lân và chỉ huy cả đội múa những điệu bộ của con vật này theo nhịp trống. Thưa anh chị em và các bạn, con lân là tượng trưng cho điềm lành. Vì vậy, múa lân đêm Trung Thu là ước mong cho những điềm lành đến với mọi nhà. Thưa anh chị em và các bạn, vào dịp Tết Trung Thu, cha mẹ bày cỗ cho các con để mừng Trung Thu. Mua và làm nhiều loại lồng đèn thắp bằng nến, treo trong nhà hoặc tổ chức cho các em rước đèn.
Cỗ mừng trung thu gồm bánh trung thu, rồi kẹo, rồi mía, bưởi và các thứ hoa quả khác. Đây là dịp để các bậc cha mẹ ông bà, tùy theo khả năng kinh tế gia đình, thể hiện tình thương yêu con cháu. Và đây cũng là dịp để tình yêu gia đình thêm khăng khít gắn bó. Cũng trong dịp này, mọi người mua bánh trung thu, trà, rượu để cúng tổ tiên, để biếu ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè, họ hàng và các ân nhân khác. Ngoài ý nghĩa vui chơi cho trẻ em và người lớn, Tết Trung Thu còn là dịp để người dân ngắm trăng, tiên đoán mùa màng và vận mệnh quốc gia. Nếu trăng thu màu vàng thì năm đó sẽ trúng mùa tầm tơ. Nếu trăng thu màu xanh hay lục thì năm đó sẽ có thiên tai. Và nếu trăng thu màu cam trong sáng thì đất nước sẽ thịnh trị. Ước mong năm nay ánh trăng sẽ màu vàng, màu cam trong sáng để đất nước được hòa bình, thịnh trị, thoát được cơn đại dịch, người dân được no cơm ấm áo, được an cư lạc nghiệp. Chúng ta cùng cầu nguyện xin Chúa đứng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót chiếu soi ánh sáng lòng thương xót Chúa vào từng tâm hồn, để mọi người cùng sám hối quay trở về tâm hồn tròn trong sáng và đầy như ánh trăng đêm trung thu, ánh trăng lòng thương xót. Mời anh chị em và các bạn chúng ta cùng uống ly nước trà nha, ăn miếng bánh các bạn, rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện với nhau. Có một chuyện cũng thấy hay, đó là chú chó dũng cảm cứu chủ đã được vinh danh trở thành chú chó cứu hộ danh dự đầu tiên của Hàn Quốc. Hành động đặc biệt của chú chó 4 tuổi có tên là Begu đã một lần nữa cho thấy lý do tại sao chó là người bạn tốt nhất của con người. Chủ của Begu là một người phụ nữ 90 tuổi, mắc chứng mất trí nhớ, sống ở quận Hongseong của Hàn Quốc, đã mất tích vào ngày 25 tháng 8 năm 2021. Cảnh sát đã phát hiện ra bà Kim qua camera an ninh của một trang trại đã đi khỏi nơi ở cùng với một chú chó nhỏ màu trắng. Cảnh sát cùng với lính cứu hỏa đã triển khai một chiến dịch tìm kiếm. Kết hợp với những người dân tình nguyện, họ nhanh chóng tỏa đi khắp khu vực, ngay cả khi trời mưa như chút nước. Cuối cùng, sau 40 giờ đồng hồ, nhóm tìm kiếm đã phát hiện ra bà Kim ở giữa một cánh đồng, cách nhà khoảng 2 km. Bà Kim, 90 tuổi, nằm gục xuống trong khu vực ẩm ướt, cây mọc cao che khuất tầm mắt nhìn của bà. Cảnh sát cho biết nếu không có chú chó trắng bên cạnh bà Kim, có thể họ đã không tìm ra bà. Trong suốt toàn bộ thời gian đi khỏi nhà, thời tiết trong khu vực mưa lớn, càng lúc càng tồi tệ, đêm lạnh giá. Nhờ có Begu bên cạnh giữ cho nhiệt độ cơ thể của bà Kim không bị hạ quá thấp, nhóm cứu hộ đã dùng máy bay không người lái để phát hiện ra dấu hiệu của chú chó giữa cánh đồng mênh mông. Bà Kim sau đó đã được đưa đến bệnh viện và hiện đã phục hồi. Hành động dũng cảm của Begu được ghi nhận. Các nhà chức trách địa phương đã trao tặng cho nó một danh hiệu mới. Cơ quan cứu hỏa quốc gia Hàn Quốc năm ngoái đã đưa ra quy định cho phép bổ nhiệm lính cứu hỏa danh dự, chó cứu hộ. Begu chính thức trở thành chú chó cứu hộ danh dự đầu tiên được vinh danh của nước này. Trong buổi lễ trao tặng danh hiệu, đại diện cơ quan chức năng đã đeo một vòng hoa quanh cổ Begu
và một chiếc bánh gato chúc mừng. Giang Sang-yo, thống đốc tỉnh Nam Trung Cheong cho biết, vào thời điểm khó khăn do bệnh dịch virus corona, chú chó Pegu đã tạo ra một điều kỳ diệu không thể tin được. Sim Wem-sun, con gái của cụ bà 90 tuổi cho biết, gia đình nhận nuôi Pegu cách đây 3 năm, sau khi nó bị một con chó lớn tấn công. Chú chó đặc biệt yêu thích bà Kim thường xuyên bên cạnh bà. Sim Ge-sun cho biết, tôi rất lo lắng khi mẹ mất tích trong nhiều giờ, trời lại mưa lớn. Thật may mắn cho gia đình chúng tôi vì đã có chú chó Pegu. Thưa anh chị em và các bạn, đọc mẩu tin đó thấy lòng mình vui. Vui vì thứ nhất, con người được tôn trọng, dù là một bà 90 tuổi lú lẫn đi lạc mà người ta huy động cả cảnh sát, cả cứu hỏa, cả trực thăng vào trong 40 giờ trời mưa gió lạnh như thế để đi tìm bà cụ già 90 tuổi lú lẫn đi lạc. Thưa anh chị em, mạng sống của con người nó quan trọng, nó có giá trị như vậy. Nó không phải là đồ bỏ, nó không phải là thứ vứt đi. Con người được trân trọng. Và thứ hai nữa là không những con người mà con chó cũng tỏ ra một con chó có lòng trung thành với chủ mình. Con chó nó đơn giản, nó hồn nhiên, chủ nào cũng được, miễn chủ yêu nó là nó trung thành với chủ. Nó không có lựa chọn phải người chủ đẹp, người chủ giàu sang, một bà già 90 tuổi còn gì nữa đâu, lại lú la lú lẫn có cái gì đâu. Vậy mà nó vẫn quý mến và đi theo bà, trung thành với bà, nhất là lúc gian nan hoạn nạn không bỏ bà. Suy nghĩ lại thấy thưa các bạn, nói thì hơi buồn, mình có được những người bạn trung thành như chú chó Pegu với bà Kim cũng hiếm mà nhỉ. Những người bạn trung thành sẽ thấy rõ, chú nói với Faustina, khi đau khổ con sẽ biết cái giá trị của đau khổ, vì nó cho con thấy ai là người bạn thật của con. Lúc đau khổ, lúc thử thách, lúc thất bại, lúc mình ngã ngựa, lúc đó ai là người bạn thật con sẽ biết. Còn lúc mà đầy đủ, lúc mà khỏe, trẻ, đẹp như thế này, bạn bè xúm xít chung quanh chẳng biết ai thật ai giả đâu. Nhưng mà lúc khốn khổ, lúc mà đến tận cùng vực thẳm, biết ai là bạn thật. Mọi người quay lưng bỏ đi hết. Tôi 3-4 lần ngã ngựa kinh nghiệm cái chuyện đó, và xác tín điều mà Chúa nói, đau khổ có giá trị của nó. Đau khổ làm cho mình gắn bó với Chúa chặt chẽ hơn, để không còn tìm kiếm sự nương tựa an ủi hay là đỡ đần trợ giúp của người thế gian, của quyền lực của thế gian. Thứ hai, đau khổ nó cho mình gắn bó với Chúa chặt chẽ và nhận biết được lòng dạ của con người, ai là người bạn thật của mình biết lên. Thưa anh chị em, chả lẽ mình lại không bằng chú chó Pegu hay sao? Có lòng thương xót, hãy có lòng thương xót. Lòng thương xót đến với những người, nhất là những người bạn, những người mà mình có mối tương quan, họ đang gặp khó khăn, thử thách trong lúc này, nhất là trong cơn đại dịch virus corona này đây. Mình thất bại, mình thua cuộc, mình phá sản, mình đau ốm bệnh tật, sẽ biết ai là người bạn thật thôi. Nhờ mời anh chị em và các bạn, chúng ta nghe những lá thư nhé. Mời các bạn uống ly trà nóng hoặc là nhấp tách cà phê, nhìn trăng, có miếng bánh ăn miếng, không có thì tưởng tượng ra. Và bây giờ mình nghe những lá thư, còn nghe xong còn thấy ngon ngọt hơn là những cái bánh trung thu nữa, mát lòng mát ruột. Cha ơi, cách đây gần một tháng con có viết thư gửi cho cha, xin cha cầu nguyện cho gia đình chị con. Gia đình chị con có 4 người con, tất cả đều bị nhiễm virus corona.
và hôm nay đã được ơn chữa lành. Con viết thư này để tạ ơn Chúa vì gia đình chị gái của con cả nhà đã được chữa lành rồi. Cũng trong thời gian đó, chị hai của con cũng bị nhiễm bệnh dính virus corona. Chúng con cũng luôn tín thác vào lòng Chúa thương xót và luôn luôn xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho. Tạ ơn Chúa, Chúa đã ban ơn chữa lành cho chị gái của con. Con muốn viết thư này để làm chứng rằng chỉ có Chúa mới làm được những điều kỳ diệu này, phải không cha? Sao các bạn thấy phải không? Sure, chắc chắn 100% rồi. Còn ai ngoài đây nữa? Còn ai trồng khoai đất này ngoài quyền năng và lòng thương xót Chúa? Một lá thư kế tiếp. Cha ơi, con bị khó thở và đau đầu. Mỗi lần trời là y như rằng hai mũi con nghẹt không thở được. Con bị vậy cả năm nay rồi. Con đi khám bệnh nhiều nơi mà không tìm ra bệnh gì hết. Con hay nghe radio lòng Chúa thương xót. Tình cờ con nghe câu chuyện của chị gì đó. Chị ấy kể bệnh hoen suyễn của chị ấy. Con nghe ra rất giống con. Vì giãn cách xã hội nên con không thể đi khám để kiểm chứng được. Hôm nay con viết thư này để cảm tạ chứ không phải để cầu xin. Nhưng do tối hôm qua con không thở được nên xin cha cầu nguyện cho con được ơn chữa lành. Một lá thư nói về giọt sữa. Cha ơi, con có nghe cha có chương trình giọt sữa cho bé thơ. Con cũng muốn góp một chút nhỏ bé, dù là mấy hộp sữa. Cha có thể giúp cho con thực hiện ước nguyện này được không? Con mắt ta lệ thủy. Con là Maria Thành ở giáo phận Thanh Hóa. Mấy lần trước cha gửi con những cái máy bài giảng lòng Chúa thương xót. Con đưa đến cho những người bệnh và con đã dẫn họ đến với Chúa. Họ nghe bài giảng lòng thương xót Chúa qua radio của cha tặng và họ đã cầu nguyện với lòng thương xót Chúa. Chúa đã thương và chữa lành bệnh cho họ. Bây giờ con xin cha cho con 5 chiếc máy bài giảng cùng với sách và tâm thư nữa để con tiếp tục loan truyền lòng thương xót. Con là Cẩm Linh ở Bình Chiểu. Xin cha gửi về địa chỉ Cẩm Linh ở Bình Chiểu, Thủ Đức sẽ chuyển cho con ra ngoài Thanh Hóa. Hôm nay, ngày 12 tháng 9, 2021, đối với con là một ngày tuyệt vời. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Hôm nay, con được âm tính với virus corona và được xuất viện rồi, cha ơi. Con cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Lòng thương xót Chúa đã đến với con. Nhờ lời mẹ Maria và nhờ có cha mà... Nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria mà con được khỏi bệnh. Con không dám hứa, nhưng con sẽ cố gắng từng ngày lần chuỗi mân côi và đến với lòng thương xót Chúa. Con xin được ăn năn sám hối những lỗi lầm mà con đã phạm. Xin cho cộng đồng và thế giới đến với lòng thương xót Chúa và lần hạt mân côi cho hết đại dịch. Con không biết nói gì hơn. Chúc cha sức khỏe. Nhờ có cha mà con đến được với lòng thương xót Chúa. Con mong mọi người sẽ giống như con, được trở về và đến với lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em, tất cả là do ơn của Chúa thôi. Chúng tôi chẳng làm được cái gì, chỉ là những dụng cụ hèn mọn, những bạn trong bàn tay của Chúa. Chúa sử dụng như là cái loa để gióng lên tiếng kêu mời mọi người đến với lòng thương xót Chúa, để được Chúa ban ơn, để được Chúa chúc lành và chữa lành. Con là Teresa Nguyễn Thị Kim Anh, đang sống ở California bên Hoa Kỳ. Mấy tháng trước con bị bệnh nhiều lắm. Con đã gửi email nhiều lần, xin cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa cầu nguyện cho con. Hôm nay con đã bình phục nhiều rồi. Con đã đi làm được một tuần mấy buổi rồi. Cảm tạ Chúa và mẹ Maria. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Xin Chúa và mẹ Maria phù hộ cho cha được mạnh khỏe để dìu dắt đoàn chiên của Chúa. Đây là một lá thư của người ngoại đạo. Con là người ngoại đạo, tối nào con cũng nghe cha giảng. Lúc nào con thấy trong lòng bất an hay bế tắc, con đều cầu nguyện xin Chúa và nghe cha giảng. Cha ơi, con nghe cha giảng ở video tiếng gọi lòng thương xót Chúa về giọt sữa cho bé thơ. Con muốn đóng góp một ít vào chương trình giọt sữa cho bé thơ, nhưng không biết làm cách nào. Xin Chúa ban ơn phước lành đến cho cha và mọi người. Con là Maria Trần Thị Mến, ở giáo xứ Liên Sờ Rông, giáo phận Đà Lạt, Lâm Đồng. Con năm nay 59 tuổi, học hết lớp 4 phổ thông. Thưa cha, giáo xứ con đang ở 95% là người dân tộc. Ngày Chủ nhật đi tham dự thánh lễ, người kinh rất ít. 100 người dân tộc chỉ có khoảng 5 người kinh thôi, thưa cha. Lúc cha còn ở giáo điểm Tin Mừng, con có đến đó để cầu nguyện lòng thương xót Chúa nhiều lần. Con có mua đài lòng thương xót Chúa được 5 cái, nhưng con tặng cho người ngoại đạo và những người bỏ Chúa hết rồi. Nay con chỉ còn một chiếc thẻ nhớ 500 bài giảng của cha. Con gắn vào điện thoại Nokia đen trắng để nghe mỗi đêm. Thưa cha, con không nghe bài giảng của cha là con không ngủ được. Con cảm nhận được lòng thương xót của Chúa luôn yêu thương, che chở và tha thứ mọi lỗi lầm của con trong từng giây từng phút. Thưa cha, con mở mạng trong TV của nhà con mỗi buổi sáng khoảng 5 giờ và con đã tìm được trang web tinthac.net có video tiếng gọi lòng thương xót Chúa để nghe lời Chúa mỗi ngày cha giảng về lòng thương xót Chúa. Khi nghe, con mới biết là cha đã có đài lòng thương xót Chúa mới. Và các bài giảng của cha từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2021, con mừng lắm. Con điện thoại báo tin cho các chị con biết cha Long đã có đài lòng thương xót Chúa mới rồi. Ai biết cũng mừng lắm. Nếu được, cha gửi bưu điện cho con mấy cái đài lòng thương xót Chúa. Con sẽ giữ cho con một cái và tặng cho những chị ở gần nhà con. Có chị 56 tuổi đang ao ước vào đạo Công giáo vì chị là ngoại đạo, nghe cha giảng từ lâu rồi. Những người dân tộc ở trên con, họ chưa biết qua đài lòng thương xót mới của cha từ khi cha về trung tâm mục vụ. Nếu được, con xin là đôi chân chuyển tới những người dân tộc. Họ ao ước nghe đài lòng thương xót của Chúa lắm, cha ơi. Xin Thiên Chúa ba ngôi, Chúa lòng thương xót, đồ tràn đầy hồng ân ơn lành, cha có nhiều sức khỏe để rao giảng lòng Chúa thương xót và đưa nhiều linh hồn hoán cải về bên Chúa. Amen. Con Trần Thị Mến. Và đây là lá thư kế tiếp. Cha ơi, chính nhờ cái đài và những bài giảng của cha đã đánh thức con biết đến lòng thương xót Chúa cách đây 3 năm. Để mỗi sáng thức dậy, con đọc kinh lòng thương xót Chúa và 3 giờ chiều cũng vậy. Con biết yêu thương, chia sẻ và quan tâm mọi người nhiều hơn. Con nói thật, nếu như không có Chúa ở trong con, thì chắc gia đình của con đã chia tay rồi. Nhưng cứ mỗi lần như vậy, con lại chạy lên nói chuyện với Chúa. Xin Chúa nâng đỡ, chở che và giúp con chịu đựng nhiều hơn. Cha ơi, có những lúc con cảm thấy mệt mỏi lắm. Con cũng chưa thực sự vững tin vào Chúa. Xin cha thêm lời cầu nguyện cho gia đình con biết vững tin vào Chúa hơn. Và đây là một lá thư của một người tên là Anna Lê Thị Hậu, 31 tuổi. Con là một người Tân Tòng. Con biết đến cha vào khoảng đầu năm 2018 khi con được nghe những bài giảng của cha tại giáo điểm Tin Mừng. Trước đây, khi chưa biết đến cha, chưa biết đến những bài giảng lòng thương xót của cha, con là một người thiếu lòng tin vào đạo Công giáo. Trong khoảng thời gian gần 3 năm đầu khi mới đến với Chúa, con còn e dè và nghi ngờ. Con tham dự các buổi lễ nhưng con chưa thật sự sốt sáng và lắng nghe. Con không xưng tội và cũng rất ít khi rước lễ. Thật sự,
con phải tạ ơn Chúa vì đã cho con biết đến Cha. Lần đầu tiên nghe bài giảng của Cha, con cảm nhận được tình yêu của Chúa. Chưa bao giờ con thấy những lời giảng lại gần gũi, chân thật và đi sâu vào lòng người như vậy. Con đã tìm nghe mỗi ngày những bài giảng của Cha. Con thấy Cha thật giản dị, ấm áp, và con thấy trong Cha ngập tràn lòng tình yêu, lòng thương xót của Chúa. Chính những bài giảng, những việc làm của Cha đã giúp con hiểu và đến gần hơn với Chúa. Con đã biết thay đổi suy nghĩ, việc làm để được gần Chúa hơn và được sống trong tình yêu, lòng thương xót Chúa. Mới đây, con được biết đến các chương trình thiện nguyện của Cha, đặc biệt là chương trình Giọt Sữa Cho Bé Thơ và nhu yếu phẩm giúp đỡ cho những người nghèo khó trong cơn đại dịch virus corona. Mặc dù con không phải là người giàu có, chúng con vẫn đang lao động kiếm sống mỗi ngày, nhưng con vẫn muốn góp một phần nhỏ bé cùng Cha giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn, vì con cảm thấy Chúa đã cho con được khỏe mạnh hơn người khác, có cơm no áo ấm, có công ăn việc làm và có nơi để ở, để đi, để về. Đó là một hồng ân to lớn biết nhường nào. Xin Cha cho con có thể cùng Cha chia sẻ được chút ít, giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn hơn. Xin Chúa luôn ban cho Cha nhiều sức khỏe, bình an và đồng hành cùng Cha trên mọi nẻo đường Cha đi. Con tạ ơn Chúa mỗi ngày. Chị em đọc thấy vui không? Đọc những lá thư xong mình thấy nó hạnh phúc lắm, thưa anh chị em. Thấy bao nhiêu những mệt mỏi, mệt nhọc, vất vả của mình nó tan biến hết. Và đó là những phần thưởng Chúa dành cho những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa đấy, thưa anh chị em. Những phần thưởng vô giá, không phải bằng của cải vật chất, không phải bằng những lời khen tặng, không phải bằng những bằng khen, bằng tưởng lục, chứng chỉ gì hết, nhưng mà bằng những tâm lòng người ta nhận biết lòng thương xót của Chúa. Người ta nhận biết lòng thương xót của Chúa vì Chúa nói đó là niềm vui, rất vui. Ta rất vui khi càng nhiều người nhận biết lòng thương xót của ta thì ta càng vui. Và ta càng muốn ban, và muốn ban nhiều chứ không muốn ban ít, nếu họ đến họ tín thác vào lòng thương xót của ta. Mà bây giờ mình làm những công việc này, mình thấy cái hiệu quả thiêng liêng. Hiệu quả nó không phải là bằng số lượng, bằng những báo cáo, bằng những thành tích, bằng những bằng khen, không cần. Nhưng mà bằng những món quà thiêng liêng mà Chúa cho thấy rằng có những tâm hồn đã được quay về với lòng thương xót Chúa. Vậy thì mồ hôi, nước mắt, đau khổ anh chị em đổ ra, những người đang cùng với nhau đi loan truyền lòng thương xót Chúa, có giá lắm, thưa anh chị em. Được lời lãi cả vào thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Vậy thì mình đưa một linh hồn được về với Chúa thì còn lời lãi hơn cả và kho tàng thế gian này chứ ạ. Lá thư kế tiếp. Xin Cha cầu nguyện lòng Chúa thương xót và mẹ Maria cho vợ chồng con đang rất khó khăn. Vợ con đang bị lao phổi, phải điều trị thuốc. Mà bây giờ vợ con đang mang thai, cho nên chúng con rất lo lắng. Không uống thuốc thì vợ không khỏi bệnh, mà uống thuốc thì sợ ảnh hưởng đến thai nhi, có thể bị hư thai hoặc là bị dị tật. Vợ chồng chúng con rất lo lắng. Xin Cha cầu Chúa cứu giúp vợ chồng con, nhất là cứu giúp vợ và đứa bé trong bụng. Sau đó mấy ngày chúng tôi nhận được lá thư kế tiếp. Lá thư đó cũng một tác giả, cùng một người gửi, là lá thư trước là xin ơn, sau là tạ ơn. Vợ chồng chúng con xin tạ ơn lòng thương xót Chúa và mẹ Maria. Chúng con đã nhận được ơn lòng thương xót Chúa. Vợ con đã hết bệnh lao phổi, đã sinh em bé được mẹ tròn con vuông. Con của con cũng khỏe mạnh. Xin ngợi ca lòng thương xót Chúa. Xin Chúa luôn gìn giữ Cha trong lòng thương xót của Ngài. Hallelujah! Thưa anh chị em, vui quá. Lá thư kế tiếp, xin Cha cầu thay nguyện giúp cho gia đình con khỏi cơn sợ hãi này. Hôm nay con test COVID bằng bộ kit mua tại nhà cho mẹ con. Vì có một số triệu chứng đáng ngờ, kết quả là hai vạch
mẹ con bị dương tính với COVID-19 rồi. Ngay lúc này đây, gia đình ba người chúng con chỉ biết động viên nhau, tin tưởng rằng những triệu chứng nhẹ trên bệnh tình nhẹ sẽ có thể tự điều trị và chữa khỏi tại nhà. Lúc này đây, y tế, ủy ban, tất cả đều đã quá tải và không còn có thể kiểm tra cho từng gia đình trong khu phố. Kể cả khu nhà con là khu phong tỏa cũng bị bỏ lơ. Chỉ có một lòng tín thác vào Chúa là đấng giàu lòng thương xót cứu giúp chúng con mà thôi. Gia đình con là người ngoại đạo. Riêng con mới được rửa tội năm 2018. Mẹ con nhìn thấy con được biến đổi sau khi theo Chúa nên cũng rất tin tưởng vào Chúa và mẹ Maria. Xin cha cầu nguyện cho gia đình chúng con đủ sức vượt qua cơn sợ hãi khủng hoảng này. Nguyện xin Chúa ở giữa gia đình chúng con. Đó là lá thư xin ơn và kế tiếp cũng người ấy lá thư tạ ơn. Con tạ ơn Chúa. Cảm ơn cha đã cầu nguyện cho gia đình con vượt qua cơn dịch bệnh. Giờ đây cả nhà con đã khỏe mạnh, bình an, âm tính với virus corona. Con vẫn còn có công việc mỗi ngày để kiếm tiền giúp phụ gia đình có được bữa ăn, không phải lo toan suy nghĩ. Mỗi ngày 3 giờ, con xin nghiệp ý cùng cộng đoàn lòng Chúa thương xót đọc kinh. Con muốn đóng góp chút chương trình giọt sữa cho bé thơ, giúp các em và các gia đình đang gặp khó khăn về vật chất mà còn có em bé nhỏ. Nguyện xin Thiên Chúa gìn giữ cha luôn khỏe mạnh để mang đến cho chúng con lương thực lời Chúa mỗi ngày. Cách đây 10 ngày, một lá thư tạ ơn nữa. Cách đây 10 ngày, con có nhắn tin xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình cháu con bị cơn dịch bệnh virus corona hoành hành. Gia đình đều bị dương tính với corona. Nhờ ơn Chúa, gia đình cháu con bây giờ đã khỏe mạnh, bình an, âm tính với virus corona. Con xin tạ ơn lòng thương xót Chúa và mẹ Maria. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã hiệp ý cầu nguyện cho gia đình con. Thưa anh chị em, chúng ta vừa nghe qua 15-16 lá thư xin ơn, tạ ơn, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Còn nhiều lá thư nữa, nhưng chúng tôi xin được để dành tuần sau. Để kết thúc, mời anh chị em cùng suy tư một chút xíu, lắng tâm hồn mình lại và nhìn lên ánh trăng tròn. Chúng ta vừa mới khởi đầu bằng suy tư chia sẻ về sự tích Tết Trung Thu với những ý nghĩa của nó. Giờ đây, xin Chúa cho mỗi người được mở lòng ra, cho quyền năng và lòng thương xót Chúa ngự trị trong tâm hồn mình, thành thật sám hối, quyết tâm quay trở về với lòng thương xót Chúa. Và xin Chúa cho mọi người, cho nhân loại trên thế giới này cũng được quay về với lòng thương xót Chúa. Tâm hồn mỗi người tròn, trong, sáng, đầy như ánh trăng, tròn chính, không méo mó, không quanh co, không gian dối, không có âm mưu mờ ám, vì trong và sáng, tròn, trong, sáng và đầy. Ý nghĩa, ý nghĩ, lời nói, việc làm, trong sáng, rõ ràng, minh bạch, quang minh chính đại. Không có gì phải giấu giếm, không có gì phải úp úp mở mở. Có thì nói có, không thì nói không. Thêm điều bị đặt là bởi ma quỷ. Cho tâm hồn mình thật là thanh thản, nhẹ nhàng, trong sáng, không có phải suy nghĩ nặng nề. Có những người cứ có những suy nghĩ nặng nề quá, có những người hay suy nghĩ quá, cứ suy ra rồi đoán già đoán non,
rồi đâm ra buồn, đâm ra chán, rồi đó khóc, rồi thất vọng, ngã lòng. Đừng có suy nghĩ những cái tiêu cực như vậy, mà đừng có suy diễn ra những cái đó. Cứ tròn đi, đủ rồi, tròn là đủ rồi, không cần phải suy nghĩ thêm. Trong và sáng, đầy nữa thưa anh chị em. Một tấm lòng đầy giống con người bảo, người này đầy đặn lắm, người này tròn trĩnh đầy đặn. Nhìn nó không có gì là, Chúa nói với lại Nathanael, nơi ông không có gì là gian dối. Chúa cũng nhìn mỗi người và nói rằng, chúng ta không có gì gian dối, như là ánh trăng sáng, trong, tròn, đầy. Và không phải sáng cho mình, trong, tròn, đầy cho mình, nhưng mà để tỏa ra, chiếu ra, làm cho người khác đến với ánh trăng, thưởng thức ánh trăng, ngắm trăng, cảm thấy tâm hồn bình an, thư thái, thanh nhàn, an bình. Và mỗi người đón nhận ánh sáng như là mặt trăng đón nhận từ mặt trời, chứ tự nó không tỏa sáng được. Nó sáng là nhờ ánh sáng mặt trời. Thì tất cả những gì chúng ta làm, tất cả những gì chúng ta làm không phải sức mình, mà bởi ơn Chúa, quyền năng lòng thương xót Chúa ban cho. Dì mình và đại dương lòng thương xót Chúa, để cho con người của mình, tâm hồn của mình được tròn, trong, sáng và đầy. Năm nay mình đón Trung Thu một cách đặc biệt đi thưa anh chị em, gọi là bình thường mới, không có những cái hình thức bên ngoài, thì mình đón bằng một tâm hồn tròn, trong, sáng, đầy như ánh trăng. Trăng lòng thương xót, trăng tín thác. Xưa chúng tôi có làm một chương trình gọi là Trăng tín thác năm 2019 ở giáo điểm Tin mừng. Trăng tín thác, mỗi người là những ánh trăng đón nhận lòng thương xót của Chúa, hoàn toàn tín thác vào lòng thương xót Chúa, đón nhận tất cả, mở ra, mở rộng hết ra. Chúa ban cho mình cái bình tín thác, mở ra như ánh trăng đón nhận trọn vẹn ánh sáng mặt trời, để mình có thể tỏa sáng cho người khác. Đón nhận ân phúc quyền năng lòng thương xót Chúa, mở hết ra với trọn niềm tín thác. Dù mình tội lỗi, dù mình méo mó, dù mình mờ đục, dù mình thế nào đi nữa, Chúa cũng làm cho nó tròn. Chúa đổ đầy, Chúa rửa sạch bằng máu và nước của Chúa từ trái tim đổ ra, để cho tâm hồn mình, tâm trí mình trong và sáng. Được rửa bởi máu và nước từ trái tim Chúa, làm sao không trong không sáng được? Được nuôi dưỡng bởi lời Chúa, bởi mình Thánh Chúa, làm sao mà không tròn không đầy được thưa anh chị em? Đấy, mỗi ngày hãy xin Chúa cho mình được bốn chữ: trong, tròn, đầy và sáng. Chúa nuôi dưỡng con mỗi ngày bằng lời Chúa, bằng mình Thánh Chúa, để con được tròn và đầy. Chúa lấy máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tất cả những tội lỗi, những bợn nhơ, những lợn cợn vật đục vật ở trong tâm hồn, trong tâm trí con, để con được trong và sáng. Từ suy nghĩ, lời nói đến việc làm, bước đi trong ánh sáng, trong, tròn, đầy và sáng, từ lòng thương xót của Chúa. Chúc các bạn một đêm Trung Thu vui, bình an, ấm áp bên những người thân trong gia đình của mình. Trung Thu lòng thương xót Chúa trong cơn đại dịch. Hẹn gặp các bạn tản mạn cuối tuần, thứ bảy tuần sau. Hẹn gặp lại các bạn 25 tháng 9. Chúa chúc lành cho tất cả các bạn. Hallelujah. Con nương tựa dâng lên cõi lòng. À...
sao mẹ một màu ngắt xanh, bao bọc con qua cơn cũng khó.